luôn nè. Đó, một đây. Nè nè, ông ơi ông xem nè. Đó. Con to to không nè. Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Giờ mình chuẩn bị chặt sấy củ hủ dừa mọi người. Đó, cây dừa mới chặt được ít rồi mà kiến vàng cắn quá trời. Rồi mọi người mình theo dõi nha. Chặt xuống rồi mọi người. Chặt xong cây dừa quá trời mệt. Khui trong da rồi chứ đỡ non. Đó, cái lưỡi mèo non kìa trời. Đó, cái lưỡi mèo non mọi người. Đó, cái lưỡi mèo non mọi người. Này, tí nữa nó chảo ra cái bùn dừa. Đó, thấy ngon rồi. Mình thử miếng nè, mọi người nha. Nhân dừa mà ngọt lắm mọi người. Ngon luôn, chặt mệt mà ăn nó ngon. Đây mọi người, mới hạ cây dừa này xuống tính lấy câu hủ mà không ngờ có đuông quá trời luôn nè. Bắt một đống đuông rồi nè. Trong kén đó là có con đuông trọng hết nha mọi người. Chúc mình khui ra cho mọi người xem nè. Đó, thấy chưa, lỗ lỗ nè. Chưa coi, chặt đó. Đặt lên. Đó, cái này bự lắm nha, cây dừa này bự lắm mọi người. Nếu mà có đuông là im đó. Nó có nhiều đuông lắm. Ô, nó mệt kìa. Rồi, chặt từ từ ra kìa. Chưa, chặt mới lôi ra được. Chặt hai bên. Chặt hai bên. Đây nha mọi người, cái kén của con đuông nè. Đó, bắt đi. Có à? Đâu, gỡ ra luôn này. Rồi, gỡ ra. Gỡ ra con đuông giống nè. Đó, luôn nè. Quá là bự luôn mọi người ơi. Đâu, đây. Nè. Đó, cho bá lửa luôn nè. Mập quá. Dở, dở cá, dở cá. Nè, trong đây có đuông mọi người. Mạnh lên. Đó đây nè. Một em đuông. Nè. Dưới người ta cái này. Núp rồi, núp rồi, núp rồi. Đây nè, đây nè. Bể gì kỹ, bể gì vậy? Phải không? Bể rồi. Bể rồi. Rồi lắc bắt luôn, bắt luôn. Nè, một em, một em. Đây anh em nè. Hai em cho bá lửa luôn mọi người. Nè. Đó, uống mềm luôn nha. Mạnh nha, kìa mạnh nha, còn nữa không? Phải rồi, phải rồi. Đó. Đây nữa mọi người. Bị mạnh ra đi rồi trẻ. Ha, ghê, ghê. Né nha. Rồi. Kiếm trong đó có đó. Bư đó coi. Nè, trong đây có mấy con luôn mọi người. Đủ cái này bỏ đi. Nè. Luôn nè. Đó, một em, hai em, ba em, đây 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 anh em nữa, bốn em, rất là to luôn. Ô đây anh em nữa, năm em mọi người, đọt chút xíu là năm em à. Rồi mọi người, chặt xong cái dừa, nó thúi ở trong hết trơn mọi người. Không bắt được ít đuông à. Đây nè, mọi người xem nè. Trong kén này là có đều có đuông hết nha mọi người. Cũng khá khá đuông rồi đó, không nè, nhóc ở chân dưới nè mọi người thấy không? Nè nè, mọi người xem nè. Đó. Con to to không nè. Đó, trong kén này đều có hết nha. Chút xíu nữa mình vô nhà mình tìm chỗ thiệt đẹp đẹp cái mình quay lại cho mọi người mở mấy cái kén đuông cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người. Ăn quả nãy giờ đốn cái cây dừa nè. Mọi người xem nè, quá trời đuông luôn nè. Đó, con to to không mọi người. Đây nè. Đó,
mình dẫn chưa, quay quẩy quay quẩy luôn nè. Đó, con to to không mọi người. Rồi bây giờ mình tháo mấy cái kén này ra, trong đây nó có nè. Đây nè, một em đuôi vẫy vẫy luôn nè mọi người thấy không, em này là em đuông non mọi người. Đó, em này em nó sắp thành con đuông già, nó còn nè, đuông sữa. Đó, hấp dẫn chưa. Em này thì để trong cái kén này, tháo ra nè, nó dễ bị chết đó mọi người. Rồi, để riêng ra nè, để riêng ra ngoài đây đi. Rồi, để coi em có em nào ở đây không. Ô, em này sắp sửa lọt thành con bự mọi người. Đúng rồi à, nó sắp sửa là lọt thành cái con này nè. Nó lọt xác một lần nữa rồi nó sẽ thành con đen này nha mọi người. Đây, để riêng nè, con này dễ bể lắm. Rồi, thấy em này. Ồ, em này cũng em này cũng dễ bể luôn mọi người. Sắp lọt rồi, nó sắp thành con đuông già luôn rồi. Nó lọt rồi đó, nó đợi cứng cáp là thành con đuông già luôn nha. Vậy vậy nè, để riêng nè. Mấy em đó để riêng mọi người, để trong cái kén khi nào mình ăn hay lấy ra. Em này, ô nè, em này mới lọc xác xong mọi người thấy không. Nè, cái vỏ xác của nó nè. Đó, rồi nó sẽ thành con này nè. Đó, nó lọc cái vỏ cái nè, thành con đuông già mọi người thấy không. Đó, nó mềm mèo nè. Đó, nó mềm mà thấy không. Đó, một em. Ồ, kén này không có mọi người. Kén này. Ồ, một em đuông già. Mới lọc vỏ luôn nè mọi người thấy không nè. Nè. Cũng cứng cáp rồi. Một em. Nó bò đi. Đâu rồi, dục cái kén rồi. Đây nè, một em đuông non nữa nè. Đó, cái này là để riêng trong kén luôn, để nó bể. Rồi, tiếp tục em này nha. Ồ, một em đuông già nữa mọi người. Đây, cũng khá cứng cáp rồi đó. Nó bò đi rồi, nó sẽ đục cây dừa này, khác chết cây dừa nữa mọi người. Phải cẩn thận, bẻ cái chân nó cho chắc. Em này rồi, bể mọi người nè. Nè, xịt sữa lên, bởi vì em này rất là dễ bể. Để lại nha. Là một chút hoa tháo ra. Em đó là em đun sữa, rất là mềm và dễ bể. Ồ, một em đun già đóng kén mọi người nè, mới lột vỏ luôn. Em này còn mềm, chưa được cứng cáp mấy à. Nó cứng lên, nó sẽ đi qua mấy cái dừa đẻ trứng là nó ăn chết mấy cái dừa nữa mọi người. Xem mà em gì không. Ồ, này đi ra. Ồ, một em đuôi non, đuôi vẫy vẫy luôn rồi thấy không. À, nó vẫy nè, đó em dẫn không. Đó vậy đó. Em này là có thể ăn liền luôn nha mọi người. Đó, này xem nó vẫy nè. Đó, vậy nè, vậy. Đó. Rồi. Còn hai cái kén nữa mọi người. Cái này. Ồ, cái này em đun non vậy nữa, vậy nữa mọi người. Nè, đó. Vậy kìa. Thấy hấp dẫn chưa? Đó. Mấy vậy nè. Đó. Đây là một em đuông gì đây. Rồi em đuông già, đuông non mà bị chặt đứt hết nữa mọi người. Rồi hết rồi mọi người. Bổ sung thêm 3 em cánh cứng nữa nè. 3 em bỏ cánh cứng. Đó. 3 em này là ăn cũng rất là hấp dẫn nha mọi người, rất là ngon đó. Đó, con trùng là con nào ăn cũng đỉnh hết mọi người. Nè, đó. 3 em bỏ cánh cứng nha.
khá là nhiều, em đuôi con to nè. Kiếm thử bao nhiêu con to nè. 16, 17 con mọi người. 17 em đuôi to, đóng em đuôi già luôn. 17 em đuôi non. Với em đuôi già nhiều lắm. Đuôi trưởng thành. Nhóc quá nè. Đó, em đuôi trưởng thành nè. To to mọi người thấy không? Rồi clip mình tạm dừng ở đây mọi người. Đó, mọi người xem clip thấy thú vị nhớ để lại một like như comment và đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.